cô chú là gặp nhau. Vâng. Đấy, gặp nhau thì chú rất là hồi hộp. Lúc đó thì chú cũng chỉ là nắm tay thôi. Nắm tay luôn. Chứ không có làm cái gì cả. Đấy, thế là đó là thời đó là nghiêm chỉnh lắm rồi đấy. Thế nên là nếu như em quyết định là thương anh, thế thì hôm nay là cái lần đầu tiên là chúng mình gặp nhau. Đấy thì cũng xin ý kiến của em cho như thế nào để anh được biết. Thì cô nói đấy, sao? Cô nói là nũng nịu lắm. Cũng dúi dúi vào vai chú này. Ồ, dúi vào vai luôn rồi. Dúi vào vai thì là em nhận lời. Chưa có ôm nhất gì. Nhưng mà sau này, tức là khi mà chia tay ấy, tức là... Ủa, lúc chia tay đó không có được không, hôn gì. Không, chú có hôn tay cô ấy. Sao không lên má luôn mà. Rồi. Bây giờ mới thấy tiếc. Thế là khi mà đưa cô vào thì cũng động viên tư tưởng, nói chung là xác định khó khăn. Gọi là rào trước đón sau. Thế nhưng khi vào thế là cô cũng rất là nản chí. Cái nhà, như chẳng phải là cái nhà. Y như cái túp lều á. Cô đòi chú này, bảo bây giờ thôi, để cho cô mới bọn các cháu đi ra Bắc, để ra Bắc đi, để mình ông ở đây thôi. Tại vì thấy nó vất vả quá. Thì cũng cô nói vậy cũng được, sao cô không về? Nhưng mà chú nó có tiền đâu mà về. Có đâu có đồng đấy nào. Thanh Vân và Quỳnh Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Hôn Nhân Tuyệt Vời. Hôm nay chúng ta sẽ cùng kết nối với cặp đôi Hôn Nhân Tuyệt Vời để xem làm sao họ có bí quyết gì đó để tạo nên một đám cưới vàng. Hơn 50 năm đúng không anh? Đúng rồi, 51 năm cùng sống với nhau. Đó là hôn nhân của chú Đinh Viết Phú, sinh năm 1949, bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh. Và cô Nguyễn Thị Điển, sinh năm 1951. Sau khi tôi nghỉ hưu thì tôi về tham gia làm chủ tịch cựu chiến binh của huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Thế và sau khi nghỉ thì tôi lại tiếp tục tham gia làm chủ tịch hội truyền thống Trường Sơn, tỉnh Tây Ninh. Thế và trong cái cuộc sống đời thường thì tôi là chăm hoa cây cảnh vườn nhà để tạo cái không khí vui tươi phấn khởi trong gia đình. Gia đình tôi thì đây giới thiệu với khán giả là có ba nhà. Cái nhà tôi bên kia, thì đây là nhà con nhà cháu. Đây là đứa con trai lớn của tôi, là cháu là Đinh Viết Hải. Hiện nay cháu công tác ở bộ đội biên phòng. Tới bông hoa vườn mà thế cũng hơi mệt đấy, cũng mệt. Nếu mà tới hết tất cả ba nhà đó là hết gần tiếng như 30 phút đi. Đâu, 40, 45 phút. Cuộc sống hàng ngày của ông bà rất bình dị và tràn ngập niềm hạnh phúc bên cạnh con cháu. Đây cái hình này nó hơi mờ mờ phải không con? Nó hơi mờ. Như con nhận ra ai đây không? Dạ, đây là bà nội của con. Đúng rồi, bà nội của con. Con đoán bà nội lúc này bao nhiêu tuổi? Con đoán xem. Con cũng không nhớ. Bà nội lúc này bà nội tròn 20 tuổi. Bà nội chụp lúc bà nội đi bộ đội được 2 năm. Đây là cái hình ông nội cũng chụp năm 71 này. Mà lúc đó ông nội là 20 mấy tuổi đây nhá. Cái hình này, tại vì lúc hồi ông bà cưới nhau, hai ông bà cưới thì là coi như không có, lúc đó không chụp được hình. Nên là cái hình ấy này là ông bà mới ghép này. Đây này con nhìn nhá. Đây là ông này nhá, ông nội nhá. Đây là bà nội, lúc còn ông mới 22 tuổi, bà nội 20 tuổi. Cùng chăm sóc nhau mỗi ngày, bà tự tay nấu những món ông yêu thích. Đấy là luộc măng. Mày em ơi, hôm nay mình ăn món gì? Nay ăn măng luộc với thịt bò xào ngũ hoa. Tôi cũng rất thích đấy. Này mới thái hai món đó. Rồi ra đây mình nhá đây nhỉ. Rồi. Con gắp cho ông nào. Con gắp cho ông được không? Con mời ông. Để ta nè. Nếm nếm cái này vừa đấy. vừa ăn.
Sở thích của ông là chăm sóc vườn cây của gia đình, còn bà thì chăm đàn gà phía sau vườn. Đây là bác là nuôi được cũng khoảng 40 con gà. Thì bác nuôi làm hai lứa. Nên là nuôi làm hai lứa là cho nó ăn thì kiểu mình ăn hết lứa nọ thì mình lấy sang lứa kia. Gà toàn gà máy đẻ. Mà nuôi chủ yếu là để cải thiện để gia đình con cháu ông bà con cháu ăn thôi chứ cũng chả có gà bán đâu. Đây con chim này ba của cháu nuôi ấy về mà nó nói cũng hay lắm, cứ Hải Yến Hải Anh đi học, cứ Hải Yến Hải Anh đi học á. Hải Yến ơi. Ừ, đấy đấy. Hải Yến ơi. Đấy. Ông bà cùng nhau trải qua nhiều khó khăn. Sau 51 năm trong cuộc sống hôn nhân đến hiện tại, ông bà rất hài lòng và viên mãn vì đã nuôi dạy các con thành đạt. Cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi đến nay đã 51 năm. Ở cái giai đoạn đầu thì do yêu cầu nhiệm vụ thì bố tôi phải vào làm công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh. Ở quê nhà thì mẹ tôi vừa làm ruộng để chăm sóc mẹ chồng, nuôi dạy các con và tham gia công tác địa phương. Do cái điều kiện lúc đó thì khó khăn, ở xa, cũng như cái yêu cầu nhiệm vụ của bố tôi, nên là bố mẹ tôi cũng là rất ít gặp nhau, liên lạc. Lúc đó chủ yếu là qua những cái lá thư và những lần bố tôi về phép. Tuy ở xa, cuộc sống vất vả, khó khăn, nhưng mà bố mẹ tôi cũng luôn là động viên lẫn nhau, là quan tâm đến nhau và sống vì chung, chăm sóc nuôi dạy con khôn lớn. Thì đến nay thì anh em tôi cũng đã trưởng thành, cả ba đã có gia đình riêng, có cuộc sống công việc ổn định. Với bố mẹ tôi thì nay cũng đã già, hơn 70 tuổi, sức khỏe thì cũng hạn chế, tuy nhiên thì tinh thần thì vẫn còn minh mẫn, sống thủy chung, nghĩa tình. Thì qua đây thì tôi xin cảm ơn bố mẹ tôi, là chúc cho bố mẹ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và sống vui, sống khỏe cùng với các con, các cháu. Bí quyết làm thế nào để ông có được đám cưới vàng như hiện tại? Cùng lắng nghe câu chuyện hôn nhân tuyệt vời của ông bà nhé! Đón cô chú đến với trường quay của hôn nhân tuyệt vời ạ. Cảm ơn Thanh Vân. Dạ. Và bây giờ chú có thể giới thiệu sơ về chú cho khán giả truyền hình được biết ạ. Dạ, chú tên là Đinh Viết Phú. Chú sinh năm 1949. Dạ. Mà ngày là ngày 27 tháng 7. Ồ. Liệt sĩ. Dạ. Đấy. Sinh nhật đúng ngày đó luôn hả? Cô chú là xây dựng với nhau đến nay là 51 năm. Quê chú ở tỉnh Phú Thọ. Phú Thọ. Dạ. Rồi chú vào Tây Ninh bao nhiêu năm rồi? Chú vào Tây Ninh thì năm 76. 76. Dạ. Mời cô ạ. Cô là Nguyễn Thị Điển, sinh năm 1951. Cũng là cái ngày mà cách mạng tháng 8 ấy, là ngày 19 tháng 8 năm 1951. Cô chủ có ngày sinh đặc biệt quá. Dạ. Quê cô ở đâu? Cô với chú thì quê ở cùng làng cùng xóm. Cùng làng cùng xóm. Cùng làng cùng xóm. Làng trên làng dưới. Dạ. Chung đội sản xuất năm xưa đấy. Dạ. Thanh mai trúc mã nữa rồi. Cùng làng cùng xóm mình biết nhau từ lúc mấy tuổi chú? Chú nói lại cái giai đoạn trước một chút. Dạ. Đấy, chú thì nhập ngũ là tháng 4 năm 1969. Vâng. Sau đó là tháng 7 thì cô cũng nhập ngũ vào bộ đội. Mình có đi chung cơ quan? Khác đơn vị ạ. Khác đơn vị luôn? Dạ, khác đơn vị. Lúc đó cô chú đã gặp nhau chưa? Trước đây thì ở nhà thời thanh niên ấy thì cũng đã biết nhau nhưng mà chưa được nhiều. Dạ. Đấy, bởi mình vì... có chơi với nhau không? Có đi dự tiệc hay là đi gặp ở đâu đó, ngày lễ hội gì ở trong làng trong xóm không? Không có. Không luôn? Không có. Nhưng mình biết nhau không chú? Có biết nhau nhưng mà không có thắm thiết lắm. Dạ. Đấy, nó như thế. Chỉ có biết tức là chị của bà xã của chú này này.
Đấy thì là có biết thì chị là làm bí thư mà chú là phó bí thư chi đoàn. Đấy. Thế còn là cô này lúc cô nhát lắm. Nhát lắm cho nên là cũng ít khi tiếp xúc lắm. Bởi vì chú đi nhập ngũ thì là 69 thì năm 71 rồi chú về. Dạ. Rồi chú về thì có xuống chơi gia đình bà xã là cô ấy. Thế mới hỏi là thăm bố mẹ của cô ấy. Cô Điển ấy thì bây giờ là công tác ở đâu? Để lâu lâu có về không? Thế ông cụ nói là công tác ở Vĩnh Yên, thị xã Vĩnh Yên. Vâng. Của Vĩnh Phúc bây giờ. Thế thì chú mới hỏi là thế thì bây giờ là bác cho cháu xin địa chỉ của cô Điển để sau này là có điều kiện để là cháu liên lạc sau. Dạ. Đấy thì tức là đi 69 nhưng mà tới năm 71 thì mới biết là cô đi bộ đội. Nhưng mà thực tế là không có điều kiện để mà thư từ với nhau. Nhưng mà lý do tại sao chú lại về chú thăm nhà cô Điển rồi chú hỏi cô Điển hay là chú nhớ cô Điển hay là cái gì đó chứ? Chú về tức là mẹ của chú ấy nói là cô Điển đi bộ đội. Đấy, được mấy năm rồi. Thế thì mình cũng là bộ đội mà cô Điển cũng là bộ đội. Thế thì là người lính với nhau. À, qua hỏi thăm thôi. Hỏi thăm. Tức là lúc đó chưa có ý gì hết á? Chưa có gì. Đấy, ông bố vợ tương lai là cho địa chỉ. Yeah. Thế sau này về là mới dò theo địa chỉ mới viết thư. À. Đấy, viết thư thì là trao đổi cái cuộc sống trong bộ đội. À, lúc đấy là chưa có tình cảm. Chưa có tình cảm đâu. Đấy, dần dần mới có cái tình cảm. Vâng. Viết bao nhiêu lá thư thì mới tới thư tình đó chú? Thì lúc đó thì lá thư thì như vậy là 2-3 tháng có khi mà là mới có một lá thư. Bởi khi mình viết xong mình gửi. Vâng. Gửi xong cô nhận được thì cô là mới hồi ôm lại. Vâng. Quà viết lại. Mới quà viết lại. Khi mà cô nhận những lá thư đầu tiên của chú thì cô cảm nhận thế nào? Tại vì lúc đó là coi như là tình bạn là xóm làng thôi. Dạ. Là điện lúc đó biên thư là hỏi thăm hỏi mới động viên để chia sẻ để động viên nhau cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thôi. Vâng. Thế nên là cũng chưa có ngỏ lời yêu. Đến đặt vấn đề thì chị cô chỉ nhớ là đầu năm 71 làm ông xã cô mới đặt vấn đề, mới tìm hiểu, mới yêu thương thì cô mới nhận lời biên lá thư đầu tiên là ngỏ lời yêu cô. Năm 71 viết sao cô? Ngỏ lời sao cô? Chú còn nhớ không chú? Ngỏ lời thì ông xã của cô nói hay lắm mà bây giờ cô chả nhớ. Cô chỉ nhớ thế này nhá. Dạ. Nói lúc văn vẻ hay lắm, như lá thư thứ nhất của đầu mùa đông. Đầu mùa đông nói nào hay lắm cơ. Thế là mà cô coi như cũng không nhớ lắm. Lá thư thứ nhất gửi tới em. Anh gửi tới em. Đấy, là mong rằng lá thư này sẽ sưởi ấm tâm hồn em. Mong rằng lá thư này sẽ sưởi ấm tâm hồn em. Nói thế là chú nói là cô mới nhớ ra đấy. Mấy trang á. Lá thư mùa đông sưởi ấm tâm hồn em. Và vấn đề rồi đó. Năm đấy là năm cô tròn 20 tuổi. Vâng. Năm đó là cô vừa tròn 20 tuổi. Vâng. Chú 22 tuổi. Vâng. Cô cũng đem cái hình. Cái hình này là cái hình là chú mới nhập ngũ. Là năm 69 đấy. Năm 69. Dạ. Bòi á. Quá đẹp trai. Là trắng trẻo đẹp trai lắm. Vâng. Thế cái hình này thêm 2 năm sau là năm 71 là tỏ tình. Năm yêu nhau. Đây này, yêu nhau đây này. Thì mùa đông ha. Chứng chạc. Và từ mùa đông lên này. Đấy rồi. Còn cô thì là cái hình này cô cũng chụp năm 71. Ôi đẹp quá. Thế là nó trùng nhau với là cái hình nha. Chụp này là năm 71. Thế là cái này mới cái hình này là chụp cùng chụp năm 71. Dạ. Rồi sau đó chúng ta gặp mặt nhau. Không. Lúc nào? Để cô chú lại nói này nhá. Tại vì lúc đó đâu phải như có điện thoại. Thế cô thì lúc đó cũng là lính. Lính thì cô khi mà cô ra về là có mới là hạ sĩ thôi. Còn chú thì lúc đó là trung sĩ. Thì chú thì đúng ở gần Hà Nội thật. Nhưng mà biên thư thì có bao giờ mà hẹn được. Tại vì không có phép. Thế cô thì khi đang ở đơn vị này là đến gần Tết thì có ông thủ trưởng mới bảo đồng chí Điển có muốn về thăm nhà không, về quê không. Trời ơi, mừng quá là bắt đầu reo lên là cô lại lúc đó cô ở Vĩnh Yên. Cô ở Vĩnh Yên thì kiểu nó ở gần ga. Thế là vừa nói thế chưa chuẩn bị được thứ gì là bắt đầu khoảng độ 30 phút sau thì nghe tiếng tàu từ Hà Nội đi qua. Thế là vội vàng là cô mới một cái chị nữa cũng cùng ấy đó. Thế là được ấy là đi ra coi không chuẩn bị cái gì cả. Thế là về coi như cấp tốc hay như đâu mà có hẹn hò được chú. Thế khi nào mà chú về thì là cô lại không về được.
mà cô về thì chú lại không về được, vì là lính chỉ tranh thủ cho về được ngày mấy ngày thôi, 3 ngày thôi. À, thế rất chỉ có xong đến năm 72. Một năm sau. À, 73 nhỉ, ông xã cô mới về là duyệt binh, là đi duyệt binh ở Hà Nội á, đi duyệt binh. Thế là ông xã cô mới tranh thủ kiểu mới về. Về thì lúc đó là mới gặp, thì lúc đó là cô đã về hẳn quê rồi. Thì là năm 73 mới gặp chú hả? Tức là năm 71 tỏ tình, 2 năm sau mới được gặp nhau. Đúng vâng, đúng tại rồi. Vì đâu có... Mà chú về thì cô không về. Ôi sao? Cái buổi gặp mặt mới quan trọng á. Gặp mặt sao? Run lắm. Run lắm. Run. Hồi hộp. Để cô nói cho này nha. Tại vì về gặp lần đầu tiên đấy thì giữa hai gia đình gọi là biết thôi, nhưng mà ngày trước ấy là cũng phải gia đình, hai gia đình đi lại rồi thì mới được cho phép là hai đứa gặp nhau. Vâng. Thế nhưng hôm đó là gia đình trên nhà ông xã cô mới sắm cơm, mới mời bà già, bà đẻ ra cô này, mẹ cô ấy là lên chơi. Hôm đó thì nhưng mà lại cô lại ngại, cô không dám ăn cơm. Cô dám cơm như ở chơi lâu lắm, đến 12 giờ đêm chả biết nói chuyện gì, bây giờ cô cũng chả nhớ nữa. Là nói chuyện cũng là khuya. Đến lúc xong này cô mới về để cô lấy xe đạp để cô tiễn đưa chú ra ga tàu để về Hà Nội mà. Lúc đó chú ở Hà Nội, cô về thì kiểu như lúc đó tuổi thanh niên thế nào, cô chuẩn bị cái xe đạp để ngoài nhá. Cô mặc quần áo hết rồi, chân đeo dép thế này, nằm ở giường này. Bây giờ cô vẫn còn nhớ, nhiều khi cô mới nói mẹ giấc ngủ thế. Thế cô mới nằm hạ người xuống, mẹ để nằm tạm một tí vì quên. Chưa đến đô khoảng đô 4 giờ thì bắt đầu chú mới đi. Thế mà là cô làm thế nào mà ngủ một giấc, coi như là khi mở mắt ra mặt trời nó đã tà chắc khoảng 7-8 giờ rồi. Thế là cô mới dậy. Thế thì gia đình nhà cô thì ông bà thấy là lại thấy cô đi chơi về muộn, thế là thôi cũng chẳng kêu nữa. Ông bà đi bừa là đến lúc cô mới lại thấy bây giờ mà không lên trên nhà thì gia đình thì có khi lại nghĩ là mình sẽ làm sao mà không lên. Thế là cô đi qua một đoàn những người đi bừa ở quanh đường cô đi á. Thế ai cũng cứ mới hỏi bà chị đi chơi à? Thế bảo dạ vâng. Thế là ai cũng nghĩ là cô sẽ lên trên nhà chú mà. Lên thì bà mẹ chồng tôi là bây giờ là bà đẻ ra anh ấy, là mới bảo sao bây giờ mới lên con. Cô cũng chả dám nói là cô ngủ quên hay thế nào, bảo vâng bây giờ con mới lên. Chúng ta gọi là con rồi đấy. Chứ không gọi cháu nữa, gọi con. Là chú mà về đơn vị mà sao lâu lắm chú cũng mới biên thư về cho cô. Chú cũng nói hay lắm cơ, khi ra đi là không kiểu y như không có người tiến đưa mà chỉ có tiếng con gì kêu nhỉ, bắt cô trói cột thế gì á. Nhưng mà chú lại biến ra là khó khăn khắc phục, coi như tự mình đi, cô biên chú mới biên thư cho cô. Thế nên là cái lần yêu đầu tiên gặp nhau là báo bây giờ đó là anh sẽ đi. Nói trước như thế, nói trước rồi. Nhưng mà đúng bây giờ đó không thấy lên, cô không lên thì là đi chứ. Thế là nhưng mà cái buổi gặp mặt ở nhà đó, gặp ở đâu chú? Gặp hai người có nói nhau, có nắm tay, có không, gì bây giờ chú lại nói lại thế này. Dạ, vâng. Chú cũng về thời gian thì chỉ có 2 ngày thôi. Dạ. Thế thì chú mới báo cho một cái chị đó. Đấy thì báo cho cô biết là chú về. Thế đồng thời là nói với cô là bán tin, tức là tối hôm nay là 7 giờ tối thì sẽ gặp ở nhà kho hợp tác xã nông nghiệp. Trời ơi, ở nhà kho. Thế là chị là gọi là dẫn, dẫn MC đấy. Đấy là đưa cô là tới. Thế thì hai cô chú là gặp nhau. Vâng. Đấy, gặp nhau thì chú rất là hồi hộp. Hồi hộp lắm. À lúc ấy lần đầu tiên gặp nhau. Lần đầu tiên gặp nhau. Đấy, vâng. Rất là hồi hộp. Lúc đó thì chú cũng chỉ là nắm tay thôi. Nắm tay luôn. Chứ không có làm cái gì cả. Cô có giật ra không hay là để im luôn? Không, thấy im luôn. Là được. Là đó là em... thời đó là nghiêm chỉnh lắm rồi đấy. Chỉ nắm tay thôi. Nói trên trời dưới đất thì lại nói lại đấy. Anh đã biết thư cho em như thế rồi thì chắc là em cũng biết cái hoàn cảnh của anh trong bộ đội, rồi hoàn cảnh của gia đình anh như vậy. Yeah. Đấy, mẹ thì già, các em còn nhỏ, cách xa tuổi lắm. Đấy, cho nên là nếu như em quyết định là thương anh, làm vợ anh thì em cũng phải xác định như thế, điều kiện như thế. Thế thì hôm nay là cái lần đầu tiên là chúng mình gặp nhau. Thế thì cũng xin ý kiến của em cho như thế nào để anh được biết. Rồi cô nói sao? Cô nói là nũng nịu lắm, cũng dúi dúi vào vai chú này. Ồ, dúi vào vai luôn rồi. Dúi vào vai thì là em nhận lời. Chưa có ôm nữa gì hôn. Chú có ôm không? Ta dựa vào vai không ôm hả? Không ôm, nghiêm chỉnh lắm. Ngồi vẽ sạch cỏ mới đào đất thì coi như là tèm lem. À
tức là lấy tình đạm. Bối rối. Lấy que khều đất này, mấy vặt cỏ này coi như là... Sao không làm việc khác mất thời gian thế nhỉ? Sao nhưng lúc đó đi nhổ cỏ, quẹt đất làm gì? Nhưng mà sau này, tức là khi mà chia tay ấy, tức là... Ủa lúc chia tay đó cũng không có được hôn gì. Còn chú có hôn tay cô ấy. À hôn tay thôi. Hôn tay thôi. Sao không lên má luôn mà? Rồi. Bây giờ mới thấy tiếc. Đúng là ngày xưa sao nhát quá nhỉ. Vâng, e thẹn quá. Quá e thẹn. Rồi sao mình chia tay luôn bữa đó luôn. Đấy, chia tay xong đó về vài tháng sau thì là cô chú lại viết thư cho nhau. Dạ. Thế thì là sau đó mới quyết định là báo cáo với hai bên gia đình. Dạ. Đấy, cho chúng con tiếp tục tìm hiểu. Dạ. Và yêu thương nhau và sẽ có một cái ngày nào đó thì hai gia đình làm tổ chức cho cô chú. Ồ. Đấy. Thế bao lâu chúng ta tổ chức chú? Thế thì cuối năm là 73. 73. Cô chú tổ chức với nhau. À năm đó luôn đúng không ạ? À, năm đó. Ôi trời ơi, nắm tay xong rồi quyết định lấy nhau luôn đấy. À, nhưng mà lúc đó cô về hẳn rồi. Vâng. Như bộ đội về hẳn rồi. Nhưng mà chú vẫn ở trong đơn vị. Thế thì cuối năm đó tức là chú nhớ là ngày 20 tháng 12 năm 1973. Lẽ ra là ngày, vì xem ngày, các cụ xem ngày. Nếu đúng ngày 2 tháng 12 là ngày thành lập quân đội thì nó đẹp nhất. Thế nhưng mà cũng là trong cái dịp đó. Vâng. Đám cưới to không chú? Đám cưới thì cũng không có to. Bởi vì lúc là thời kỳ bao cấp. Vâng. Thời kỳ ở tác xã mà. Cho nên là làng xóm giờ thì gia đình nào cũng khó khăn. Cho nên là hai đình thống nhất tức là bây giờ là bên chú đưa lợn sang bên cô bao nhiêu, gạo bao nhiêu, như thế nào. Cái lúc là còn hiện vật. Đưa một con heo qua. À, đưa một con heo qua. Con heo. Rồi, cái gì đấy chú? Rượu là 20 lít. Ồ. Gạo nếp thì là 10 cân nhỉ? 30 cân. 30 cân. 30 cân. Đám cưới hoành tráng. Đó là to đấy. Vâng. Thì là to đấy, một con heo nè. Dạ. 30 cân gạo nè. Rượu nữa. 20 lít rượu nè. Heo 80 cân. Heo 80 cân. Ôi là khiêng sống sang ấy nhá, tại vì đem sống, đem gọi là gánh cưới á, là đem sống sang á. Đám cưới xong rồi chúng ta có con liền không chú? Chưa có. Bởi vì là chú là con trưởng con cả gia đình. Dạ. Đấy, cô về làm dâu là trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Bản thân chú là coi như là mình cũng phải kế hoạch. Vâng. Thư thảm có con. Vâng. Mãi năm 75 thì là cô mới sinh. Wow. Con đầu lòng. Cô đám cưới xong rồi. Những năm đó khó khăn không cô? Khó khăn lắm. Làm dâu khó không rồi? Khó khăn lắm. À khó khăn về kinh tế đây chứ. Dạ. Còn làm dâu thì nói đúng ra là bà già chồng của cô là bà cũng quý mến con dâu. Quý mến. Tại vì như chính ông xã của cô này cũng hay mới nói bảo là bộ đội mà. Em là dâu thì được vào gia đình là may mắn. Là cô là anh ấy, nhà có ba anh em trai, anh là trưởng là lớn nhất. Cái chú em bên dưới là kém anh 10 tuổi, sinh năm 59. Còn cái chú út ấy là lúc cưới cô về, chú nó vừa có 6, à, có 8 tuổi. 8 tuổi, 7, 7, 8 chị tuổi. Chị dâu còn cõng em. Coi như chị dâu đi lúc đó đi bệnh viện, còn phải cõng em đi bệnh cõng viện. Nên mà lúc đó có cái xe đạp thì ông xã đem đi rồi. Thế là cả xóm, cả làng lúc đó chỉ có ai đi cán bộ thì mới có cái xe đạp thôi. Năm 73 còn khó khăn quá hả chú? Vâng, hả? Còn khó khăn lắm. Vâng. Xong rồi đến năm 75 là sinh con trai hay gái đầu lòng chú? Con trai ạ. Lúc sinh là có chú bên cạnh không? Không. Không. Lúc đó thì chú đâu có ở nhà. Chú bộ đội mà. Chú vẫn ở Hà Nội. Vẫn ở Hà Nội. Mà nếu có gọi về cũng không về được. Có gọi về cũng không về được. Sao phải lính mà? Là lính đâu có được lính. Được phép. Thì về tranh thủ thôi. Vâng. Tối đa là 3 ngày, cả đi cả về. Ôi dồi ôi. Rồi chú có về thăm cô lúc cô đẻ không? Không, sau này thì... Không luôn. 3 tháng sau mới về. 3 tháng sau mới về. Ừ. 3 tháng sau mới về. Sinh một mình như vậy tủi thân không cô? Không. Cô thấy là thế này này, chắc lúc đó thì tất cả mọi người, chắc ai cũng vậy. Đã là người vợ của người lính ấy, thì sao mà lúc sinh mà lại có... Ấy ở nhà nên cô cũng chẳng thấy tủi thân ấy gì. Bao lâu chú mới về? Chú 3 tháng sau chú mới về. Ừ. Về cảm xúc thế nào chú? Chú hồi hộp. Mà lúc đó là cô lúc đó là đi làm nhá, chứ không có nhà. Rồi mẹ chú cũng không có nhà. Cô đi làm là dưới vườn thôi. Thế là thằng nhỏ là nằm ở trong cái nôi. Thì là chú về chú kính quá, ấy là chú mừng quá. Thế là bế nó lên, thế là nâng nó. Thế xem là mẹ nó đâu thì là cuối cùng là nói với cô là anh về.
cứ về là về bất chợt chứ không có nói gì cả. Thế thì cô thấy về thì là cô cũng rất là mừng. Thế chú thì về được mấy ngày? Chú về là sang ngày thứ ba là chú phải đi rồi. Trời ơi. Xin phép đi chính phủ mà. Vâng. Ba ngày về vừa ôm con vừa ôm vợ nha. Dạ. Hạnh phúc biết bao nhiêu nha. Dạ. Rồi đi tiếp. Vâng, cũng phải đi chứ sao. Rồi tới đứa thứ hai. Đứa thứ hai thì là sinh cháu gái, sinh năm 79. Dạ. Đấy thì lúc đó chú cũng có nhà không? Không có. Không về được. Không có về được. Dạ. Chú vào Nam rồi vào năm... Chú vào 76 thì 79 là... Chú vào 76 mà. Chà, lần này chắc lâu về dữ ạ. Lâu. Thì lúc đó là vào trong Tây Ninh rồi, vào Nam rồi. Thế thì cái da là nó rất là khó. Có khi là mình phải xin phép, rồi cái xin phép được rồi nhưng có khi phải có tiền. Xin phép được rồi nhưng có khi phải có tiền. Có tiền là mới đi. Đúng rồi. Tàu xe lúc đó nó khó lắm. Vậy thì người con thứ hai cô sinh một mình rồi bao lâu chúng mới về được thăm người thăm cháu? Là nó như là biết chứng rồi á, chú mới dắt ra, thế là mới bảo cô ở nhà thể tập thế để cho nó cứng cho nó đi. Ồ, vậy là 79 sinh xong rồi chú cô không về, không cô vẫn một mình nuôi con. 81 chú về mới lúc đó thì chú có phép rồi. Chú về được mấy ngày phép? Chú về là được 18 ngày. Ồ, hay rồi. Cả đi cả về. Hơn rồi đó. Có phép rồi. Nó cũng dễ dãi hơn. 18 ngày xong chú đi tiếp. Rồi chú đi tiếp. Rồi cô đẻ thứ ba. Chú có nhà không? Cũng không luôn. Ôi trời ơi. Cả ba đứa, một đời lính nó khổ vậy đấy cháu. Thứ ba. Có lẽ ai cũng vậy thôi chứ không riêng gì. Đấy, người con thứ ba là bao lâu chú mới về? Đứa con thứ ba là nó sinh năm mấy cô? 84. 84. Tám mấy chú mới về? 84 là 86 chú mới về. Tiếp tục 2 năm mấy nữa. Thế về lúc này cũng có ý tưởng nhá. Có ý tưởng là cũng bàn với hai bên gia đình thì là để đưa cô với các cháu vào Tây Ninh. Đúng rồi. Là để thăm dò như thế nào. Vâng. Bây giờ là hai bên ấy là bố mẹ có nhất trí không? Bây giờ thì cô có nhất trí không? Thế mình cũng phải thăm dò, làm công tác tư tưởng. Thế thì nghe chừng được rồi thì chú mạnh dạn tức là đưa cô với các em vào. Vâng. Đấy, mà vào trong cái bối cảnh là rất là khó khăn. Mình ở đâu chú? Dạ. Ở xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Dạ. Gia đình đưa vào đấy. Tức là nhưng mà mình ở đâu, trong nhà riêng hay là... Lúc đó vào thì chú có mua được miếng đất nhỏ nhỏ. Ở trong miếng đất thì có một cái nhà. Cái nhà thì nó rất là lụp xộp, thì cũng rất là khó khăn. Nên là khi mà đưa cô vào thì cũng động viên tư tưởng, nói chung là xác định khó khăn. Dạ. Gọi là rào trước đón sau. Dạ. Khó khăn như thế. Nhưng mà cô lại nghĩ là vào là chắc là đã có nhà cửa là tương đối đàng hoàng. Thế nhưng khi vào thế là cô cũng rất là nản chí. Rất là nản chí. Lúc đó thì cô chưa biết, như dọc đường thì chú nói này nhá. Nói này để cho mẹ mày xác định đi nhá, bây giờ vào trong là chưa có nhà đâu. Nhà cửa cũng còn lụp xụp lắm, bàn ghế chưa có mà đúng vào ý chang như chú nói. Đi gần đến nơi rồi xe mới đến nơi đến nhà chú mới chỉ. Cứ tiến dần dần vào cái nhà như chẳng phải là cái nhà y như cái túp lều á ấy, thế coi như kê được mỗi cái giường là mới ấy. Nếu mà nói từ từ á mà nói chắc chưa chắc cô vào. Thế này à, mới nghĩ ấy, thế là mới thấy, mới bảo thấy nó khó khăn quá. Đến lúc sau để cô lại còn kể thêm nữa, đã thấy nhà đã như vậy rồi, đến tối hôm đó thì lại làm một cơn mưa, vì cô vào ngay hôm mồng 4 tháng 9. Tháng 9 là các em nó chuẩn bị khai giảng đấy. Là chú đưa cho ba cô mấy ba hai đứa em vào để cho nó cái kịp khai giảng vào năm học mới nữa. Là ngay hôm đó thì lại là nó lại một cơn mưa. Tối trời tối sầm, vào nhà đâu có điện đâu, không có điện, có điếc chiều gì cả, cả xóm, cả cái khu đó cũng không có điện cả, không nhà nào có điện. Thế là thấy mưa mà cô mới nhìn thấy trời nó tối thui và coi như là ý như trong rừng ấy, mình cảm tưởng trong rừng vì nó tối thui mà. Thế là cái con ấy ương, mưa ấy là cái con ấy ương nó kêu um thế này. Cô sợ quá rồi, cô bảo y như mình ở trong rừng hay nào ấy. Cô mới nói với bà mẹ chồng mới bảo mẹ ơi con gì nó kêu, mẹ con sợ quá. Bà bảo con ấy ương, mới bảo con ấy ương ngoài mình đâu thấy có mẹ, con chả thấy nó kêu này. Bà bảo không. Thế là đến đêm hôm đó, nên là cô nhớ mãi cái lần đó đấy. Đến sáng hôm sau là bà mới dẫn ra cô coi như những cái chỗ ấy có nước ấy, nó con ấy ương nằm đấy, bà mới chỉ đây này con ấy ương này. Thế là lần đầu tiên là vào cô thấy kiểu nhớ hoàn cảnh. Đêm đó chú không có nhà luôn hả chú hả? Có, dạ. Chú có. Nhưng chú ngủ đó mà sợ gì? Không biết là lúc đó... Chú thì không sợ.
Rồi bao lâu cô mới quen với cảnh vật đó, không gian đó, ngôi nhà đó? Rồi đồ ăn các thứ cô có hợp không ạ? À, đồ ăn á, đồ ăn thì không thể nào mà hợp được. Không thể nào mà hợp được. Vào đây nấu, cái gì cũng cho đường, cái gì cũng cho ớt. Thế nên cô lắm lúc cô mới nói với chú bảo ăn uống cái này, ăn dở hơi, dở hắng này. Chè chả ra chè, cháo chả ra cháo, chẳng ra một cái gì cả. Thế cô mới nói thế. Mẹ nấu canh chua cũng thế. Cái gì nói chung là đều cho ấy cả. Nên là sau mãi dần dần bây giờ cô quen. Bây giờ nếu mà không ăn nước mắm mình pha như thế mà ăn nước mắm y như ngoài Bắc lại không ăn nổi. Nào ở đâu quen đó thôi, ăn rất là quen. Nhưng mà lúc đó là cô vừa khó khăn thấy nhà cửa nè, ảnh ương ếch nhái kêu nè, rồi ăn không được nè, rồi cuộc sống nó khó khăn quá. Rồi cô có chịu nổi không hay là cô muốn về luôn, trở về Hà Nội? Cô đòi chú này, bảo bây giờ thôi để cho cô mới bọn các cháu đi ra Bắc, để ra Bắc đi, để mình ông ở đây thôi. Để mình ông ở đây thôi. Thế nhưng mà anh ấy nói là bây giờ đã đưa về, đã đưa lấy vào đây rồi ấy, thì bây giờ mà cô mà ra ngoài thì bây giờ lại đâu có nhà là nhà ở, mà ra lại bây giờ lại chiếm nhà của các em à. Mình có cãi nhau với chú chuyện đó không? Không cãi, nhưng mà cô là cứ nằng nặc đòi đi ấy, là chú mới bảo nếu mà mẹ mày cứ quyết đấy thì là để cho là cho mẹ mày ra. Để mấy con ở lại. Ờ, thì mấy đứa con ở lại, mấy ấy chú ở lại. Thế cô bảo nếu mà thế thì cũng được. Cô nói vậy cũng được, sao cô không về? Nhưng mà chú nó có tiền đâu mà về. Nhưng mà chú nó có tiền đâu mà về. Nó đâu có đồng đấy nào cô. Mày quá, nó đâu có tiền. Cô chân tay không mà. Thế đó là cô về rồi đúng không? Cô đi chân tay không, đâu có gì đi theo tiền, chú thôi. Tạo nên hạnh phúc. Chứ nếu có tiền là nó chia cắt rồi. Sau đó cô ở lại rồi mình mưu sinh bằng gì để nuôi mấy đứa nhỏ? Mưu sinh thì trông vào cái đồng lương của chú, như đồng lương lúc đó nó cũng ít ỏi lắm chứ nó không phải như đồng lương bây giờ. Lúc kêu bà là đại úy, mà lương đại úy thì đâu có bao nhiêu đâu. Nhưng mà lúc đó cô làm gì để sống có tiền thêm? Thì chăn nuôi trồng trọt, mới đầu là chăn gà. Nhưng mà nhà có chút xíu nuôi đâu? Có sân. Vườn thì rộng, vườn thì rộng, vườn thì rộng mà. Thì nhà nhỏ, nhưng mà vườn thì lại rộng. Được bao nhiêu, lúc đó bao nhiêu mét chứ? Nó bây giờ khoảng độ 3.000 mét. Độ 3.000 mét. Rộng đấy. Vậy mà còn chê nữa. Sâu vùng xa mà, thế là. Vườn heo, nuôi gà. Là ở đâu chú? Trồng lan. Tây Ninh ạ. Không, Tây Ninh. Không, nhưng mà ở đâu, huyện nào? Ở Châu Thành. Thành. Châu Thành. Châu Thành hả? 3.000 mét luôn. Nãy giờ em nghe em nghĩ nhỏ xíu. Sao bây giờ mình tự diễn tả. Cái nhà nhỏ thôi chứ còn đất thì nó rộng. Nhà không quan trọng, đất mới là quan trọng. Đúng rồi ạ. Vậy là cô chú mới tăng gia sản xuất trên cái đất nhỏ. Đúng rồi. Vâng. Rồi lúc đó mua được 3.000 mét là cũng kinh khủng. Chú giỏi đó. Giỏi đó. Bây giờ là các con làm gì là chú? Con chú là ba đứa, là hai trai một gái. Dạ. Cái đứa lớn của chú là cháu Đinh Viết Hải. Thì hiện nay thì nó ở đồn biên phòng Tân Nam của tỉnh Tây Ninh. Dạ. Vâng, em đó là biên phòng thượng tá. Bây giờ thượng tá rồi hả? Rồi như chú rồi đó. Dạ rồi. Thế còn em thứ hai là Đinh Thị Hồng Nhiên, sinh năm 79, thì cháu nó dạy học. Dạy gì chú? Dạy tiểu học. Tiểu học. À. Giáo viên tiểu học. Rồi. Vâng. Thứ ba. Thế còn thằng trai út thì sinh năm 84. Vâng. Thì em nói bây giờ là công tác cũng bộ đội biên phòng. Vâng. Như làm công tác thông tin nữa. Hay quá. Vâng. Nói chung là các em có đồng lương. Vâng. Nói chung vợ chồng nó cũng đồng thuận đồng lòng. Rồi cháu nội cháu ngoại có nhiều rồi chú? Có 4 đứa cháu nội ngoại. Wow. Viên mãn quá. Như vậy là 51 năm chung sống với nhau. Chúng ta có cháu nội cháu ngoại đầy đủ. Ba người con cũng thành đạt hết rồi, trưởng thành hết rồi ha. Ờ, 51 năm thì rất là nhiều khó khăn của chú đã vượt qua rồi. Bây giờ mình nhìn lại chặng đường đó, mình thấy mình hạnh phúc không? Chú thấy rất hạnh phúc. Viên mãn ha. Dạ, viên mãn. Cô chú là sức khỏe đến giờ phút này là cũng còn tốt. Thật ra nhìn chú không ai nói chú bảy mấy tuổi đâu. Đúng, đúng. Con cái là nó cũng trưởng thành. Cô thấy hạnh phúc không? Cô viên mãn và cô thấy mình tự hào về điều đó không? Có, cô thấy hạnh phúc là thỏa mãn với cái điều kiện của bản thân mình. Cô mới bảo nói là bây giờ mình đừng nhìn lên, bây giờ phải nhìn xuống, kiểu như là mới nhìn ngang, coi như là ví dụ như mình xuống, nhìn xuống còn có người cũng còn khó khăn, cũng còn chưa được bằng mình. Thế nhưng mà mình mà nhìn lên là coi như là cô chú còn phải phấn đấu xa. Không, mình nhìn lên. Không cần phải nhìn lên đâu. Thế
thật ra mình nhìn lên chưa chắc nhiều người như mình đâu. Vâng. Người ta có cái này mất cái kia. Đúng đúng. Cô chú bây giờ nè, vừa có sức khỏe nè, vừa có con đàn cháu đóng, có con cái thành đạt rồi. Thật ra điều đó là nó giá trị nhiều hơn, giá trị hơn là có đôi khi ta có tiền chưa chắc được điều đó nữa. Dạ. Chúc mừng cô chú nhé. Sau 54 năm thì chú thấy chú yêu cô điều gì nhất? Yêu cô là cái thứ nhất, tức là cũng cùng cái cảnh người lính với nhau. Vâng. Năm qua năm. Thứ hai nữa là một người vợ đảm đang, trung thủy. Quá đảm đang. Tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Dạ. Đấy, một cô gái là xinh đẹp. Xinh đẹp. Hôn cô gái thì chú. Hôn cô gái nào? Ôi thấy chú đấy, yêu hôn, cô thắm thiết. Đấy, ngại quá. Một cái hôn 51 năm nào. Hôn thắm thiết. Đấy. Oh. Oh. Đừng lại nào cô. Cảm ơn. Năm mươi một năm trước hôn tay, 51 năm sau mình hôn má. Năm mươi một năm chú có một lá thư đọc cho cô nghe luôn. Trước chú có lãng mạn thì không, nhưng là chú cũng có lãng mạn đấy. Dạ. Lúc là viết thư cho cô nhá. Dạ. Tức là chú chuẩn bị là 10 phong bì. Cái căn này là y như nhau. Rồi ngoài lá thư này thì có một con chim bồ câu. Vâng. Chú vẽ cặp cái lá thư này. Vâng. Thế và có hai cái giải lụa bất phơ. Bay trên bầu trời. Đấy, khi mà gửi cho cô ấy thì chưa biết nội dung cái gì, nhưng mà nhìn phong bì là cô thấy yêu rồi. Dùng đọc bồ câu đưa thư. Còn cái nội dung thư trong đó thì phải nói là cũng bắt ngát mình đâu. Bây giờ mình cùng nghe. Bây giờ cái lá thư này thì chú viết là viết cho cô, nhưng mà mượn lời là đứa con của chú ấy, là con chú là Đinh Nhất Hải. Hải con yêu quý, Tết này mẹ mổ lợn có to không? Lợn Hải to, chắc bóng tròn lắm nhỉ? Tức là cái lúc trẻ em lúc đó 3, 4 tuổi, 5 tuổi ấy, là nó chỉ mong là Tết là có bánh, có trái, có thịt, nhưng mà thích nhất là cái bồng bóng ấy. Sau khi mà mổ lợn xong ấy thì là cho trẻ em là nó lấy cái đó nó thổi, nó thổi thành bóng bóng. Bây giờ có bóng bay rồi, cái lúc đó là cái đó là quý rồi. Lợn Hải to chắc bóng tròn lắm nhỉ, ở xa bố thầm gọi Hải con yêu quý, đâu phải chỉ gọi tên con mà chính là gọi mẹ của con yêu quý. Mọi người rồi một cái đoạn kết lại, em yêu đã 51 năm bên nhau, nay gửi vợ yêu để ghi lại kỷ niệm đẹp này em nhé. Hôm nay chúc mừng cô chú với 51 năm kỷ niệm đó. Và đây sẽ là một món quà tiếp tục để chúng ta nhớ mãi cái ngày này. 51 năm tình yêu. 51 năm. Đám cưới vàng. Đám cưới vàng. Mời cả nhà nào. Happy birthday to you. Đáng yêu quá. Này, cháu nội cháu ngoại. Cháu nội ạ. Rồi bây giờ là hát cháu là Đinh Ngọc Hải Anh. Dạ, thưa chú, thưa cô, là nhà con là có bố con và ông bà nội con là bộ đội, nên con xin tặng cho cô chú và ông bà nội con một bài hát, đó là Cháu hát về đảo xa. Hay quá. Nơi biên cương, nơi hải đảo xa xôi, chú bộ đội ngày đêm giữ yên đất trời. Cho nơi đây, chung cho vui đến trường, nắng hồng tràn sẽ thơm và bao ước mơ xa. Chú bộ đội ơi, nơi đảo xa, vì bình yên đất nước nên chú mới xa nhà. Biến muôn trùng, ngàn sông trăng trời, chắc cái súng kim cương để gieo bao niềm vui mới. Hát ngàn bài ca về đảo xa, vì bình yên đất nước nên chú mới xa nhà. Ở nơi này màu nắng rất hồng, chung cháu hát bài ca gửi chú nơi đảo xa. Hay quá, vừa xinh vừa hát hay này. Con nói gì với ông bà đi con. Rồi, con giới thiệu về mình và con nói lời chúc đến ông bà đi. Dạ, con là Đinh Ngọc Hải Anh, năm nay con 10 tuổi.
con học lớp 5. Con chúc ông bà gì đi? Dạ, con chúc ông bà kỷ niệm 51 năm thật là hạnh phúc. Đáng yêu quá nha. Để cho ông bà tự hào về cháu gái lắm đúng không ạ? Giờ bà đứng lên nào, sát vào nhau nào. Cảm giác bà thế nào? Thấy vui, thấy phấn khởi quá. Phấn khởi là cô chú năm nay là 51 năm là kỷ niệm 51 năm ngày cưới. Thế lại coi như được gặp Quyền Linh, lại gặp Vân nữa. Dạ. Là coi như cô chú rất hạnh phúc. Dạ. Thế con gái cháu ấy của cô này là nó là chỉ mong đi gặp hai cháu. Nghe dạ. Nói là các cháu lên đây là nó chỉ mong hay gặp hai cháu. Con thấy chú Quyền Linh với cô Vân là ngoài đời đẹp hơn hay là trên tivi đẹp hơn? Dạ trên tivi ở ngoài cũng đẹp. Dạ trên tivi ở ngoài cũng đẹp. Ôi, đáng yêu thế. Cháu nó chỉ ước là làm nào đẹp như con của chú hai hai đứa cháu. Lọ lem với hạt rẻ. Ừ, lọ lem ấy. Vậy hả? Con có theo dõi hai chị không? Con xinh đó. Lắm đấy. Con rất là xinh luôn đấy nha. Về con kết bạn với hai chị đi nha. Rồi kết bạn với TikTok của mình lên luôn. Rồi, một lần nữa thì chúc ông bà luôn luôn mạnh khỏe. Chúc cho cháu là xinh đẹp, học giỏi, thành đạt, hát hay. Và chúc cho cả gia đình chúng ta là luôn luôn gặp tất cả mọi điều may mắn trong cuộc sống này. Hôm nay là một cái dịp là rất là may mắn. Cô chú được tiếp xúc trò chuyện với chương trình của mình. Dạ. Nên là chú chúc Quyền Linh, chúc Thanh Vân và gia đình và con cái mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong bước đường công tác của mình. Dạ. Và xây dựng nhiều cái chương trình vui như thế này để cho là khán giả cả nước được yêu mến. Dạ, cảm ơn cô chú rất cảm nhiều ơn. Ạ. Con quay qua chào nào, chụp con chào đi. Ông chào lại con. Chào lại Quyền Linh. Dạ. Anh Vân. Ông đẹp quá, nói chung đẹp quá rồi, đứng vào chụp tấm hình đi. Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi câu chuyện cũng tuyệt vời. Dạ. Một câu chuyện rất nhiều cảm xúc. Dạ, rất là mong là đến với chương trình Hôn Nhân Tuyệt Vời thì chúng ta sẽ còn được chứng kiến nhiều hơn nữa những đám cưới vàng như thế này ạ. Và để tiếp tục truyền cảm hứng đến cho những thế hệ tương lai, họ sẽ tin tưởng vào tình yêu, tin tưởng vào hôn nhân và cùng nhau gìn giữ xây đắp nên một cuộc hôn nhân tuyệt vời và những gia đình hạnh phúc. Vâng, thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 21 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.